Anh em nghe nhá, M2003. Một kênh này em sẽ đánh cho một quả súp kép 50 coi 100. Và một kênh này em sẽ đánh cho một quả La Voi 112. Đây là loa nhập khẩu anh em nhá. Nghe rất sắc nét luôn. Anh em nghe rất chắc sắc nét đúng không? À, lên súp này. Anh em nghe chưa? À, sắc nét chưa anh em? À. 3.003 nhá. À, một kênh đánh một quả súp coi 100. Uy lực. Đó. Đây là không súp này. Đó. Đó, không súp nha, tiếng sáng rồi anh em, tiếng quá sáng luôn. Đây là súp. Anh em có thể nghe thấy cái chất âm đúng không? Chất âm của MA1003 này nó đã... con này là chuyên full 4 kênh em nhá. 4 kênh chuyên full. Đó. Công suất là 1.300W một kênh em nhá. Hơi nhích đã rất là khủng rồi. Hơi nhích là đã rất là khủng rồi anh em nhá. Con này thì chuyên full mà nếu mà anh em bí quá anh em kẹp súp thì vẫn kẹp được mỗi một kênh này. Kẹp một quả súp 50 kép 50 100 anh em nhá. Súp kép 50 coi 100. Đang đây này, một kênh em đang đánh với quả súp này này. Tí em sẽ cho anh em xem. Đánh cực khủng luôn. Tê luôn anh em nha. Yêu cầu anh em phải chơi súp xin nhá. Nghe chắc chưa? Rung hết nhà. Đây. Anh em nghe rung hết nhà luôn anh em nhé. Đó. Đây. Một kênh full, một kênh súp nhá. Dây này là dây súp này. Đó. Đây này. Dây súp này. Đó. Đây là dây full. Chắc nịch luôn. Cứ khuyến cáo anh em là sao? Là với con MA1003 này thì anh em chuyên chơi full cho anh em nhé. Chơi full thì tiếng nó rất là đẹp anh em nhé. Anh em chơi loa to tiếng rất là đẹp. Ví dụ như là anh em chơi những đôi loa bát 40 anh em nhé, một kênh chơi cho một cặp loa bát 40 kia, hoặc là một kênh chơi cho 725. 725 cũng là bát 40 anh em nhé. Bát 40 nhưng mà con 725 nó chỉ có một chép thôi. Nhưng với một đôi bát 40 này nó sử dụng hai chép, nó sẽ lợi hơn anh em nhé. Tiếng nó sẽ sáng hơn. Đấy, anh em một kênh này có thể chơi cho một cặp loa bát 40. Đấy. Hoặc là bí thì anh em cứ mỗi một kênh chơi một quả súp kép. Đấy, như em vừa ghép vừa đánh thử cho anh em nghe, đánh rất là uy lực đúng không ạ? Nhưng mà yêu cầu là súp kép quay 100 và là súp kép là hàng xịn một chút anh em nhé, hàng xịn một chút. Ví dụ như là con này của bên em, hàng xịn một chút thì nó độ nhạy nó cao. Em đánh nó căng tiếng anh em nhé. Còn đâu anh em đánh những súp gióng ấy, tiếng nó rất là bì anh em nhé. Anh em nghe chưa? Hơi nhích một tí nữa. Ở đây em có sử dụng con nâng tiếng thì tiếng con này cắt rất là sạch. Đó. Đó. Đánh cực kỳ căng luôn anh em nhé. Nhưng mà vẫn khuyến cáo anh em là anh em chơi cho em là chơi full nó sẽ tiếng là đẹp anh em nhé. Nghe chất rồi. Loa La Voi nhập khẩu nguyên con Italy. Nguyên củ bát củ chép anh em nhá. Vỏ thì được đóng tại China. À, anh em nghe đi chưa đâu. Nghe chắc không? Rung hết cả cửa anh em ạ. Rung hết cả cửa, rung hết. Không chịu được đâu. Đó. Nên công suất của nó là một trong những cái dòng công suất mà em thấy là cái chất âm của nó rất là hợp lý cho anh em chơi ngoài trời. Còn anh em chơi trong gia đình thì cũng là ok vì con này nó đủ điều kiện, chỉ tội là nó to và nặng thôi anh em nhé.
to nặng, nhưng mà anh em thích chơi gia đình thì chơi cũng rất là ok, vô tư luôn anh em nhé. Đó, thì em làm một cái video này để giới thiệu với tất cả anh em con MA1003. Con này thì em đã giới thiệu rất nhiều, anh em có thể lên YouTube anh em gõ là MA1003 thắng cao audio là anh em sẽ xem được chi tiết. Con này sử dụng 80 sò anh em nhé, và giá của nó hiện tại là 10.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó, nghe rất là anh súp rất chắc luôn. Ok, cảm ơn tất cả anh em khi xem video. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ thắng cao audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ thắng cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.